Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. À, trời ơi, người gì đâu mà dễ thương chứ vậy trời. In hình dán lên trên tường, mình ngắm cả ngày cũng được luôn á. Trời ơi, dễ thương. Ây da, ủa Sam ơi, không thấy hả? Ở phía trước mặt mình là nguyên một cái bức tường có đầy khuôn mặt của Sam luôn nè, nhìn dễ thương không ạ? Cái gì thấy ghê quá, gì mà dán 101 tấm hình lên tường tôi chi vậy? Trời ơi, bà không biết dễ trơn á. Hôm nay nè, đây không phải là một cái căn phòng bình thường đâu, mà hôm nay chúng nó sẽ làm gì? Chúng nó sẽ làm gì đây? Ngay bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho bạn biết nha. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Còn lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế với điện ảnh Minecraft để bạn ơi. Và kế bên mình đó chính là Sammy Đào. Là không, không phải Sammy nướp nha bạn nha, Sammy nướp nha bạn, không phải Sammy Đào nha. Vô duyên, núp cái gì mà núp đập đầu bây giờ, nghĩ sao vậy? Đây, xin giới thiệu với Sam với lại những bạn fan đang xem video. Thì hiện tại chúng ta đang bị nhốt ở trong một cái nhà tù. Trời ơi, nhìn hấp dẫn không? Đây chính là nhà tù. Và nhiệm vụ đúng rồi, và nhiệm vụ của Sammy và mình đó chính là sẽ phải thoát ra khỏi cái nhà tù này bằng cách là sẽ phá hủy những cái bức tường có khuôn mặt của Sam nè đó để mình đi qua bên kia. Trời ơi, cái nhà tù gì ác dữ vậy, mặt tôi đẹp này mà để trong nhà tù là sao? Hả? Trời ơi, thật ra đây chính là một cái thử thách mà một bạn fan đã để lại cho mình. Bạn đó đã bảo rằng là anh Phong hãy thử thoát khỏi nhà tù có khuôn mặt của chị Sam đi, chứ mình thấy cũng dễ thương cho nên quyết định làm luôn. Trời ơi, hay dữ vậy. Hay không, hay không? Đó rồi, ok. Và trước khi bọn mình thoát ra khỏi nhà tù này thì các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy ở bên kênh YouTube của Sammy và các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào. Let's go. Let's go. Rồi thì ok, đầu tiên nhiệm vụ của chúng ta là phải phá cái bức tường đầu tiên nè bạn ơi. Và cái bức tường này á thì mình thấy là bức tường dễ thương quá à. Mình không muốn đập tí nào luôn á bạn. Nhưng mà thôi, muốn thoát khỏi nhà tù mình phải đập thôi. Và ở chỗ này á, nó để chúng ta hai món đồ để chúng ta có thể phá hủy cái bức tường này để mình xem coi. Bên này là một cái cúp gỗ. Còn ở bên này là cái gì đây? Ủa, một con búp bê. Ủa là sao? Có nghĩa là tôi phải chọn một trong hai thứ để tôi có thể phá vỡ bức tường này. Mà mấy bạn làm như tôi nướp lắm vậy á. Trời ơi, giữa cây cúp với con búp bê thì cái nào đào nhanh hơn ai chẳng biết, đúng không? Đúng không Sam? Đúng không? Rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Bởi vậy cho nên chúng ta phải dùng con búp bê để đập thôi. Đây tôi đập nè. Điên nè, trời ơi trời, làm tưởng thông minh lắm, hóa ra là trời ơi trời, đây nè. Cái gì? Ta đã dùng cây cúp nào vô ai dùng búp bê. Ơi, tại vì á là tôi muốn dùng búp bê cho nhẹ nhàng mà. Ok, không sao, không thích thôi tôi dùng cái cúp luôn. Ơi, ok, lấy cái cúp nè. Ông cầm búp bê đập đầu vô cái tường mới thấy ghê. Nhẹ nhàng. Đây tôi đào nè. Tôi trời ơi. Thôi không sao Sam. Cái này chỉ là một cái bức tường thôi mà, không sao cả. Trời ơi, cái vạch của tôi nó đứt kìa. Rồi ok, nếu các bạn nào muốn mình làm thêm là bức tường khuôn mặt của Mr. Dịch, Kyron hay là Simmy hay là Camui nữa, nhớ bình luận bên dưới mình sẽ làm tiếp nha. Còn bây giờ sẽ là bức tường khuôn mặt của Sam. Em tôi đạo mặt tôi cảm giác buồn quá Phong ơi, tiếng nó đứt vậy, buồn quá. Không, đâu sao đâu. Trời, cái này chỉ là bức hình thôi chứ Sam ở ngoài đời vẫn xinh như thường. Đó rồi mình đi qua nè. Coi đi qua bên tiếp theo là gì đây? Ủa cái gì vậy? Dùng cái cúp nè. Trời ơi. Ở bên đây là gai, là 7 gai. Trời ơi, gì chứ mấy trò con nít. Cái này tôi qua cái một nè, Sam coi luôn nè. Ai 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 cái gì vậy Sam? Sao bà quýnh tôi? Tôi đập con mũi chân không á. Tại vô duyên quá, thì bà quýnh tôi đâu. Bây giờ bà đi qua trước đi, tôi đợi cho bà qua trước nè. Tôi đi nhẹ nhàng lắm. Rồi giờ đó, nhẹ nhàng không, nhẹ nhàng không? Không dở rồi mà. Ai biểu ai biểu bà quýnh tôi trước chơi. Đây nhẹ nhàng từ từ đi qua nè. Sam đi sau lưng tôi nè. Đó thấy không? Ai ai quá ai da, lỡ chúng có cái thôi mà chứ có nhiêu đâu. Đó đi qua trời ơi, gì cái này nhở? Thôi mệt quá, thôi mệt quá, tôi đi nhanh luôn cho nó nhanh. Rồi tôi qua luôn rồi nè. Trời ơi thiệt luôn á, cái này khó chịu. Thôi mình đi nhanh luôn đi Sam, kể luôn. Đang đi nhanh. Em tôi đang đi nhanh điện, đi chậm lắm không? Tôi đi nhanh nó chị luôn á. Rồi tiếp theo ở bên đây, ui lại là một cái cúp. Còn ở bên kia là một cái khối Rubik. Vậy thì bây giờ chơi không vậy? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chọn tiếp thôi. Mà hồi nãy Sammy mới đánh mình cho nên bây giờ mình đã thông minh ra rồi các bạn ạ. Mình sẽ chọn cái cúp luôn. Bây giờ đồng nào đúng không? Tôi đánh cái ông Tịnh đó đúng không? Chứ không không đúng không? Tôi chỉ tính là chọc mấy bạn fan thôi chứ ai chẳng biết là cái cây cúp nó đập nhanh hơn. Đây coi nè, đào nè. Thiệt đúng không? Bức tường
Ủa đâu? À đúng rồi, bức tường nó lấy hình khác nữa bạn ơi. Nhưng mà cái hình này sao nhìn mặt xám hài vậy? Sao miệng tôi bự vậy? Để cái miệng tôi nhỏ mà sao miệng tôi bự vậy? Trời ơi, sao tôi trời ơi. Thôi cái này mình cho Sam tự đập đi đó. Nè Sam thử tự đập đi. Trời ơi, nhìn nhân cắt vậy bạn. Không, tôi thấy dễ thương mà. Giờ Sam có biến thành con cóc thì tôi vẫn thương, hiểu không? Đó. Thật không? Thật không? Ê, hai lớp nè, trời ơi, đúng rồi luôn á. Rồi, đào ra, đào. Ui, hai lớp luôn hả? Ồ, cái này đào phải lâu quá nha. Hình như nâng cấp cái bông càng xấu càng mạnh đó không? Tập đẹp kia. Sức mạnh dữ không? Đó, đâu đùa. Rồi đây. Ủa, sao vậy vậy? Ba lớp luôn. Trời ơi, nhiều thật sự luôn á. Cố lên sao ơi, Sam ơi, cố lên, sắp xong rồi. Cố lên, hình như là chỉ có ba lớp thôi à. Ngồi đây, ba lớp đây. Trời ơi. Rồi, tôi ở bên đây mà tôi thấy cái hình ở bên kia của Sam luôn kìa. Trời ơi, cái hình này có bộ giấy hương hơn nè. Nhanh lên Sam. Đây, qua thử nè. Ui, bắt cua. Ê, ông cho, ông cho. Ê, ông đang bắt cua chứ cái đầu của tôi không cho nhảy. Ủa? Rồi. À, chỗ này là mình sẽ phải bắt cua qua bên kia. Ê, nhưng mà vậy tôi sẽ đạp vô mặt Sam thôi. Vô gì? Không được. Ê, dạ. Giống bơi qua lava tôi không cho. Ủa gì kỳ vậy? Tôi bơi qua lava, tôi chết sao? Trời ơi, tàu lao. Ê, mà Sam, bà nhìn sau lưng bà kìa, có mấy bức hình bà dễ thương ghê luôn á. Dễ thương luôn, bạn nhìn Sam tóc đen nhìn đúng dễ thương. Ok thôi, tôi xin phép nha, tôi nhảy qua nè, đạp vô mặt nè. Trời ơi, đạp vô. Tôi đạp đầu ông là tôi đạp. Ai giờ ông đã đông. Trời ơi, luôn à. Cái này bắt mình phải làm vậy mà tôi muốn đâu. Trời đâu, mình qua bên đây là mình phải sử dụng cái vũ khí khác. Ủa bên này là gì đây? Ủa? Oh my god. Bên này là súng lửa. Súng phun lửa, còn ở bên này là bóng hoa. Trời ơi. Thôi Sam à. Người ta bây giờ tôi mà dùng cái bông hoa tôi đánh thì chắc chắn là mấy bạn sẽ nói tôi là không được đánh con gái dù chỉ bằng một cành hoa. Đúng như vậy, không được sử dụng hoa các bạn à, mà mình phải sử dụng bằng súng phun lửa. Đúng rồi, để tôi qua lấy súng phun lửa. Trời ơi, Phong sao ông cầm bông hoa ông tặng tôi mà mất xuống lava chị vậy? Xong vậy. Đây, dùng súng phun lửa phun. Đó, rồi bây giờ, ui vậy là tí nữa là cái bức tường này nó sẽ bị cháy và sau đó sẽ cho mình qua bên kia hả? Sam phụ tôi đi, Sam phun lửa đây. Trời ơi, bây giờ tôi phải phun cái mặt tôi hả? Đẹp đúng như rồi. Này mà sao phun vậy? Rồi phun đi. Mấy bạn ơi. Rồi được rồi, được rồi, được rồi, nó đang cháy nè, nó đang cháy được rồi nè. Ồ, rồi mình qua bên kia. Bây giờ bên kia thấy hơi kỳ kỳ nha. Ở bên kia. Ôi từ từ, ơi, được rồi, bây giờ mình dập lửa mình qua đi Sam, dập. Rồi, dập lửa. Rồi đi qua kia. Ui. Cái gì vậy? Oh my god. Ủa Sammy sáu muối, sao có mày? Rồi. Sammy sáu muối nữa bạn ơi, ghê thiệt sự. Trời, ủa vậy là bây giờ là mình phải đánh nhau với con này để mình qua bên kia hay sao á? Ờ nhưng mà không, sao không. Gì? Tôi thấy bức hình bên này cũng là. Tôi nói rồi, cái đây mà nhà tù, cái đây là nhà tù Antifa đúng không? Ông làm đúng không? Ông ghét tôi không nói tiếng đi chứ đúng không? Hả? Tôi thấy cái nhà tù bên này á, cái mặt của bà nhìn kỳ á. Cái này là gì ta, nữ hoàng Mona Lisa. Xinh đẹp mà sao ghép mặt tôi vô chi vậy ta? Nani? Yare yare dasu. Ôi, cẩn thận nha. Đúng rồi. Nha, cẩn thận dùng cuộc cháy nha, từ mình bắn ít đất thôi đó. Bắn rồi luôn. Bắn rồi. Ôi. Rồi nó chết mèo rồi. Ồ, trời ơi, ủa sao dễ quá ta? Tôi tưởng là nó phải quýnh lại tôi với bà chứ sao dễ vậy? Trời ơi, tại vì nó phách ra tôi riêu tôi đánh ông chết luôn đó, giờ đó tôi đánh ông phải không? Phải không? Trời ơi. Nó đâu phách, nó đâu phách sao bằng đồ riêu được? Trời ơi các bạn ơi, đúng thiệt là ngay cả quái vật xấu muối cũng không mạnh bằng Sam, không đáng sợ bằng Sam mẹ. Ôi mà bữa nay cho mình gì đây? Ui, cái búa nè. Cái búa của Tho, cho cái búa của Tho làm gì? Ờ, tôi không biết nữa nhưng mà để tôi thử sử dụng cái búa này coi, đập thử coi nè. Ui, wow, cái búa này xịn nha, đào được nhiều ghê luôn á. Đào nè. Đào một lần được ba lóc, thôi. Trời ơi, đào một lần được ba lóc luôn. Giữ mấy tấm lại, đặt ở nhà nè, đẹp nè. Cái này trang trí nhà được. Ờ, tôi tính là đem mấy cái này về tôi trang trí nhà bạn ơi, tôi thấy mấy cái hình này đẹp nè. Nhìn nó ấn tượng quá, nhìn độc lạ quá bạn. Độc lạ à. Rồi đào tiếp nè, đi qua bên kia coi. Ui cái tường này dày quá vậy. Ôi trời. Mà ông đào đẹp thấy hài không? Tôi thấy hài quá. Ủa gì vậy? Ui. Oh my god, Sammy robot. Wow. Sammy robot kìa. Hey. Ê, nó lại mình hay gì vậy? Mình làm gì mà nó lại mình dữ vậy? Không, nó đang giơ tay nó quýnh mình đó Sam chứ phải lại mình đâu. Mấy mấy bạn Sammy robot ơi, mình tặng cho bạn mấy cái hình này đem về nè. Bạn cho mình qua được. Làm kỷ niệm nào đó. Hình như không cho các bạn ạ. Ok. Ok, từ đầu ông bây giờ. Để tôi xem coi.
Hay là bữa nào á tôi thử làm một video là xây nhà bằng những block có khuôn mặt của Sam bạn ha. Đó mình xây hình ra nhà. Xây xong rồi tôi sợ luôn á Phong, tôi không nhận ra. Em nhìn cái này biết cha tôi luôn á Phong. Ê xong rồi. Tôi ở trong đây tôi quay qua bên nào tôi cũng thấy Sam hết trơn luôn nè. Em nhìn cái biết nhà ai luôn không à? Ôi Sam ơi, sao tôi thấy cứ hơi sợ sợ sao Sam, tôi quay chỗ nào tôi cũng thấy bà nè. Trời sợ quá. Thôi đi ra ngoài. Nhìn tôi còn sợ món gì không trời. Ờ ở bên đây là mấy con robot này hình như là. Ây da, quýnh tôi, quýnh tôi. Ôi ôi ôi. Để tôi bông nào, để tôi bông nào. Ai sao mà phun lửa tôi? Ây da. Cái gì vậy Sam, sao mà phun tôi? Trời ơi, Sam đi báo quá bạn ơi, trời ơi. Cần mà cho cái súng là tự tôi nhìn ông tưởng người ta. Thôi, trời ơi bà này kỳ cục ghê á. Bắn vào nó đi Sam, bắn đi. Thôi tôi bắn. Sammy robot hả? Sammy robot fake nè, trời ơi. Ôi tính ra Sammy robot yếu xìu ha, bắn coi xíu chứ queo hết trơn rồi bạn ơi. Chứ sao Phong ơi. Đó, sao uống sinh tôi cháy hoài vậy ta? Kỳ quá. À điểu bà dặm vô lửa chi. Đây đây đây, phun đi phun đi phun đi. Ôi đằng sau lưng còn một con robot to hơn nữa nè Sam. Wow. Ôi. Ôi con này dữ nha. Em bây giờ lấy mua đập nó coi. Ê nhưng mà ui nó qua kìa, nó qua. Con này hơi bị khỏe mày, nha. Ây da, con này có bị khỏe. Để tôi solo nó. À muốn gì? Muốn gì? Ồ mấy bạn đang thấy là Sammy robot khổng lồ với lại là Sammy bé tí hon đang đánh nhau các bạn ơi. Đó để coi ai thắng nè. Tất nhiên là tôi thắng rồi. Muốn gì? Trời sao mà tôi thấy Sammy hung dữ quá bạn ơi. Sammy cầm cái búa Sammy quýnh nó luôn. Có khi nào mai này á tôi về mà tôi không giữ Sam, không làm gì giữ Sam, cái Sam cầm cái búa Sam quýnh tôi luôn ta. Sao tôi thấy tương lai tôi đau khổ quá. Hey. Ủa Sam ơi. Sam ơi. Ủa sao xích mèo rồi. Trời ơi Sam ơi, có vậy thôi. Trời ơi, mình có cái súng mạnh sao mình không bắn tiền mình dùng cái gì à? Cái búa làm gì coi búa, tôi nè. Tôi dùng cái búa thật ngon đập cho. Trời ơi rồi sao? Đó, mình tiêu diệt cái là xong rồi. Ủa cái gì đây? Ui có một cái búa xịn hơn nè. Ủa gì đó? Ở đây búa thường nè, còn búa xịn là búa gì á? Ôi đâu đâu sao thử chọi cái búa kia ra coi. Ui hai cái búa khác nhau nha. Búa lấp lánh, búa không lấp lánh đó bạn. Hình như cái búa này xịn hơn nè, để tôi đào thử coi, đào ra ngoài nè, chui ra ngoài. Ôi Sam ơi, ở bên này có mấy cái cầu thang có hình cái mặt của bà nè. Cầu thang mặt tôi vậy sao nhìn ám ảnh vậy trời ơi. Cái gì mà cầu thang cũng làm cái mặt tôi trông vậy? Trời mặt ơi. Mặt nào đẹp lên, cái mặt xấu cái ghê. Sao mà tôi chơi xong con map này cái là tôi sẽ bị ám ảnh với khuôn mặt của Sam luôn bạn ơi. Trời ơi trời, hỏi lên đây coi. Không những ông nha, mấy thằng fan của ai cũng thấy sợ luôn á Phong. Ở trên này nhìn ngầu nè, trên này nhìn ngầu nè. Đẹp nè, ông thật ngầu quá. Cái sức mạnh của cái rìu này, cái này như thế nào? Thử ok, đây. Bây giờ mình sẽ test thử sức mạnh của cái cây búa này mạnh hơn nè nhá bạn nha. Test thử nè, đào thử nè. Hỡi. Ui. Wow. Ui. Wow. Wow, nó đào một phát một được quá trời luôn, ghê dữ. Đào đào thử lại coi. Trời quá trời kinh nghiệm luôn. Trời quá trời kinh nghiệm luôn. Trời ơi, kinh nghiệm chạy thôi mình nè mấy bạn. Xịn. Trời ơi trời, đã. Đây tôi để tôi đào bên đây luôn. Đó, đào hết luôn. Tôi dắt mấy kinh nghiệm đi chơi đó Phong ơi, dắt kinh nghiệm đi chơi rồi thấy không? Đó. Trời ơi, quá trời kinh nghiệm luôn bạn ơi. Đó, đào hết, tôi đào hết luôn. Cái gì mà đào cái vậy? Nhìn thích quá, kinh nghiệm nhiều không xuể luôn. Sức mạnh của siêu nhân cao. Trời, tôi đang nhìn mấy cái hạt xanh xanh nó bám vô người Sam luôn sao? Nhìn sức mạnh siêu nhân cao biết hình chiếu bùm 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 chiếu. Ghê. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đi qua bên kia để coi bên kia còn lại gì ở đây. Hay không biết khi nào tôi mới vượt thoát ra khỏi được cái nhà tù này nữa. Ok. Nhà tù mặt Sammy đào nha. Chính xác. Ôi. Nhà tù tên như thế này nha. Cái bức tường này nó hơi xa nha, nó hơi dài đó. Ui trời đào nãy giờ chưa hết nữa nè. Trời. Cố lên bác ơi, cố lên. Thôi được rồi, đi qua đi qua. Trời ơi lắc quá trời ơi, nhiều kinh nghiệm quá, lắc quá trời quá đất luôn bạn ơi. Mấy cái viên kinh nghiệm nó bám vô người mình luôn nè. Rồi ông bao nhiêu vậy, ông bao nhiêu kinh nghiệm vậy, ông bao nhiêu? Tôi đang 27 kinh nghiệm nè. Đây từ để tôi lụm hết luôn đi chứ giờ nó nhiều kinh nghiệm quá à, nó lắc máy luôn á. Lụm đây quá trời kinh nghiệm. Thôi được rồi. Rồi, ok mình đi qua đây. Trời trong người tôi nhiều đồ quá, từ để tôi giục bắt đầu đã. Bên đây là gì đây ta? Bức tường tiếp theo. Wow, bức tường Sammy cá mập. Trời ơi dễ thương nè, bức này cũng dễ thương nè Sam. Cái đẹp nè, giữ kỷ niệm nè, còn cái này dục nha. Cái này dục nha. Từ nãy giờ. Từ nãy tôi đốt cho. Đây. Tiêu hủy những cái thứ xấu xí như này. Từ nãy giờ á tôi thấy cái nhà tù này á hình nào của Sam cũng đẹp á, có mỗi hai cái hình là xấu nhất à. Trời. Đúng rồi, thấy ghê luôn rồi. Ok, khoan từ. Bức tường tiếp theo. Chúng ta sẽ phải thoát qua bằng cách nào đây để mình xem coi. Ở đây là nó có mấy cái nút nè. Ê mình có bấm được không?
Ơi hình như bấm không được. Ê, không được. Cao quá. Mình lùn quá Phong ơi. Là sao? Bên này là cái rương. Ồ có cung tên nè. Mũi tên. À, cung tên, cung tên. Bên dưới này thì là bàn chế tạo. Ừ. Ủa làm bàn chế tạo để làm gì ta? Để tôi thử xem coi. Bây giờ chỗ này là tôi không bấm được nè các bạn ơi, tại vì nó cao quá, tôi sẽ dùng cung tên tôi bắn nha các bạn nha. Đó, bắn nè. Ui nó rơi cái gì nè? Một cái que. Que lửa hả? Ồ. Que lửa hả? Không, cái que bình thường à, còn bên này thì sao đây? Ê, hộp quay lại. Hây. Ô. Một viên kim cương. À, tôi hiểu rồi, vậy là bây giờ mình sẽ chế cấp kim cương để mình đào qua bên kia các bạn ơi. Ok, được. Cái gì dưới này vậy? Đây, bắn vô cái này rồi lấy thêm viên kim cương nữa. Rồi cái trên cao nè, cái trên cao khó nè. Hây. Khó nha. Ui. Yeah, trúng rồi. Bắn được hết vậy? Ghê ông, tôi hơi bị giỏi luôn, tôi hơi bị thiện xạ luôn á, đừng đùa. Đây bỏ cái cây này vô. Ủa mà khoan từ. Hình như hơi thiếu sao mày? Thiếu vậy? Sao mà? Thiếu que. Ừ, thiếu một cái que rồi. Khoan từ, có khi nào bên một trong hai này không? Cái này có nè, cái này cũng có, cái kia. Ủa? Ủa? Vì thiếu cái que rồi. Đây không sao, có tôi mới bẻ nhìn cây rồi không? À rồi. Cảm ơn, cảm ơn Sam, may quá có Sam thôi là xong rồi. Đây, giờ mình sẽ bỏ que vô đây. Sao? Bỏ kim cương vô và chế tạo thành cái cúp. Rồi, đi qua thôi, let's go. Ok, qua bên đây. Ủa, bên đây là gì đây? Cái gì đổ thật chứ vậy? Thì ghê vậy? Bên đây là một cái sàn màu đỏ, nó có mấy cái block màu xanh lá cây này là cái gì nè? Để tôi xem coi. Sammy ơi. Bà nhìn thấy cái này bà thấy có gì không? Không, có gì. À, bên dưới là lava hả? Ơi tôi giỡn, xíu mà. Đây mấy cái đồ này mình vứt xuống bên dưới nha các bạn nha. Tại vì luật chơi á là mình vừa có bên nào á là mình phải bỏ lại đồ cũ bên đó. Ok mình sẽ giục hết luôn. Còn bây giờ mấy bên cái này ta? Bên này á, từ để tôi xem bên này để Phong nhảy xuống cho. Đây từ để Phong lưu điểm hồi sinh. Đúng đây nè. Nhảy xuống. Ê, vẫn là lava. Trời ơi. Trời ơi. Hay vậy là nhiệm vụ của mình á là phải xem coi bên nào là cái hố thật để mình nhảy xuống các bạn ơi. Cái này khó à nha. Từ để tôi xem bây giờ. Ủa? Cũng không phải luôn. Để tôi cho ông này gà quá. Chắc chắn là bên này. Bên này chắc cho. Trời ơi, thấy chưa? Xạo nè. Trời ơi trời. Cái gì khó vậy? Ê, còn hai bên nè, bây giờ hai mình cùng nhảy đi coi ai thua ai thắng. Ok, rồi Sam bên kia, tôi bên này. Rồi cùng nhảy nè để coi ai đúng nè. Ok. Mấy bạn nghĩ là Phong với Sam ai là người đúng nha. Đây, bên Sam hay bên Phong nha. Ok, chuẩn bị nè. 3 2 1. Nhảy. Ai à? Ủa? Tôi sai nữa rồi. Trời ơi, chết queo luôn. Ủa bà có gì ạ? Không biết, tôi chưa mở rương, tôi mới mở ra xem cái gì á, cái cúp hay cái gì á trời. Ui. Trời ơi. Cái cúp kim cương siêu to luôn bạn ơi, nhìn nè. Oh my god. Bự hơn người ông lúa Phong Cận. Trời ơi, cái cúp này hơi bị bự luôn bạn ơi. Ở trời, bên này là cái hình khác của Sam nè. Bên hình này thì là hình Sammy đang đội một cái con mực ở trên đầu đó. Trời, hình này Sam đang Facebook rồi đúng không? Đúng rồi, và cái con mực này là Phong Cận tặng đó bạn. Đó, lý do tôi chụp là tại vì Phong Cận tặng tôi cho bạn là chưa biết nè. Khoan từ, rồi cái con mực tôi tặng bà để đâu rồi? Tôi để ở Huế đó. Rồi lúc tôi về tôi ngắm. Thiệt không? Hay là làm mất rồi? Hay làm mất rồi? Ủa, sao không mất rồi trời ơi? Không có bông, tôi để trong góc. Sao mà mất được? Để trong đúng cái bông luôn á, không mất đâu. Ok, được rồi. Bây giờ tôi đào đi qua bên kia coi. Trời ơi, ui nhanh. Ôi cái cây này đào nhanh nha các bạn nha. Cây này đào nhanh nè. Đào nhanh nha. Công ok, nha. Đào qua bên kia. Nhưng mà có điều đào từng lóc vậy mệt quá à. Nhưng mà nó nhanh, ông đào một lóc thôi, ông đào một lóc dọc thôi. Đào tôi mỏi tay quá à, sao đào phụ tôi đi. Đây, nhanh tôi cầm nè đó, người phụ nữ lắc điền nè, tôi đào cho xem nè. Đào đi. Đây, đào. Trời, không ui, biết khi nào nữa. Không biết khi nào thì bọn mình mới thoát ra khỏi nhà tù nữa bạn ơi. Trời ơi, bên trong này tối thui rồi nè. Tôi bắt đầu ám ảnh cái mặt của tôi rồi Phong ơi, tôi bắt đầu ám ảnh cái mặt tôi đó Phong ơi, tôi sợ quá. Ui. Ủa? Ui đấy. Ủa Quyên rồi. Yeah. Trời Quyên rồi. Trời ơi, mừng quá mấy bạn ơi. Ơi, cuối cùng thì bọn mình cũng đã thoát ra khỏi được cái nhà tù khuôn mặt của Sam rồi. Thiệt luôn, tôi ám ảnh với khuôn mặt của Sam. Tôi cũng sợ luôn em, tấm gấp như Phong ơi, tôi ám ảnh nhất kìa. Cái tấm trên đây nè.
Ê mọi người nhìn nè, ở chỗ này là một cái cánh cổng được làm từ những block có khuôn mặt của Sam nè. Hay quá trời. Hơi bị hay luôn. Ok bạn ơi, vậy là coi như bây giờ mình và Sam cũng đã hoàn thành xong vượt qua được cái map nhà tù khuôn mặt của Sam rồi. Đó, thì bạn thấy video này có hay hay không? Hãy nhớ bình luận xuống cho mình biết nha. Và nếu như bạn nào mà muốn mình làm tiếp tục là nhà tù khuôn mặt của mèo Simi nè, hay là Mr. Dịch, hay là Siro, hay là Kairon Kamui gì đó, các bạn hãy comment xuống bên dưới thì mình sẽ làm nha. Còn bây giờ thì bọn mình sẽ thoát khỏi nhà tù này đây. Đi qua cánh cổng này là thoát rồi. Ok. Vậy nha. Bye bye mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha. Bye bye. Tạm biệt. Tạm biệt. Rồi đi 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 Sam ơi, trời. Mệt quá. Về nhà thôi. Hello team.